hai người à? Trời, mở xem nhiều tính không? Dính nè. Thôi, trời giờ cháy mí luôn. Các bạn nghe không? Cứ kẹt kẹt. Chừng nào mới xuống nổi. Hello, xin chào mọi người nha. Rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Hôm nay xin mời mọi người xem chiếc xà lan này. Anh đi qua cái cầu nè mọi người. Thì chiếc này hiện tại anh đang đi tới, thì ở bên đây có một chiếc nó đang đây, bên đây có một chiếc này các bạn. Ồ, chiếc này cũng rất là lớn nè. Anh đang đi tới nhưng mà cái ảnh cặp vô rồi, ảnh cột dây neo vô rồi, để cho chiếc ở ngoài đây nó đi vô trước. Thành ra bây giờ anh này, chiếc này hiện tại anh đang đi vô nè. Đó, các bạn xem nha, hai chiếc này không biết tình hình đi qua như thế nào đây. Trước rồi có chị gái nè. Đó, cái mũi nó nhìn không biết cái mũi nó qua được không rồi. Đó, rồi. Ok. Cái mũi vừa qua luôn mọi người. Các bạn xem nè. Vừa khính luôn. Quá hay. Này anh can hết từ ở ngoài các bạn. Chiếc An Giang ha. Đó các bạn xem nè. Thì làm đứng chỗ này thì nó hơi khuất nha mọi người. Ôi, dính luôn rồi. Mọi người xem nè. Khó nhìn quá. Rồi ok, anh qua được rồi đó. Anh bên kia neo vô là chắc phải ấy nước rồi, phải bơm nước rồi, tại vì nó cái mũi nó cao hơn cái gầm cầu rồi mọi người. Hiện tại ở đây có một chiếc đang tới nè các bạn. Mình chỉ cho cái ảnh biết ảnh đi vô được luôn rồi. Đây một chiếc đang tới nè. Đó các bạn, ngay ngã ba luôn ha. Đó. Ngã ba này thì xà lan đi qua lại chỗ này rất là nhiều các bạn ơi. Nào mình sẽ ngồi đây mình quay thật nhiều video ở đây cho mọi người xem nha. Anh đang chạy tới luôn nè, để anh coi anh xử lý nha. Cái anh bên trong đậu này chắc ảnh phải bơm nước ra rồi. Chứ cái chỗ cái mũi của xà lan nó quá cao rồi, qua không được. Rồi, các bạn xem anh đang tới luôn nè. Nên mọi người nghe tiếng máy à. Trong kia cũng có một chiếc đang chạy ra bóp kèn các bạn. Là sao đây? Ở đây thì ngày nào cũng có xà lan tới lui không mọi người. Một chiếc nữa kìa. Quá trời luôn. Anh qua được không đây? Rồi dính nè. Đúng. Trời ơi.
Nãy chiếc kia. Nãy chiếc kia kìa. Một chiếc đang ra. Ồ, mọi người xem không? Ở bên kia. Ồ. Này anh qua được không đây? Rồi lại neo lên nữa rồi. Dính nè, dính nè, dính cabin nè. Dính cabin nè. Dính cabin nè. Dính nắp cabin nè. Giờ chí mí luôn. Các bạn nghe không? Chú kẹt 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 luôn. Dính nè, dính nè. Đó. Bây giờ anh cột neo lại. Chắc phải bơm nước rồi. Bơm nước vô. Ồ, xà lan ghe tàu bên kia quá nhiều luôn rồi. Để mình chạy vòng bên kia qua cho mọi người xem. Rồi, bây giờ nãy giờ thì ảnh đã bơm nước rồi, ảnh qua được cabin, cái cabin ở trước ha. Cabin sau nè, bên sau chắc trước qua được, sau qua được, thành ra ảnh qua luôn nè. Để coi sao nha, qua được không nè. À, hồi nãy dính lại cho mắc cười mà. Ghê quá. Trời ơi trời. Nhìn ghê quá. Kinh nghiệm tôi đi tôi biết ha, ở trước mà qua được là sao qua được. Xà lan luôn, tiếng máy xà lan có thuộc bộ các bạn đã qua. Còn anh này nè, anh này nãy bên kia thì giờ anh đang vẫn bơm nước các bạn, bơm nước anh đợi qua anh. Đã qua luôn rồi. Mời hiện tại giờ chiếc xà lan đang tới, chiếc ghe đang tới nè, anh đang mở kẹt. Ở đường này thì ghe xà lan nhiều lắm. Máy lớn các bạn. Quá sóng. Rồi các bạn, đây một chiếc nữa nè. Lấy đá xong rồi chạy ngang. Khổng luôn. Rồi cái máy đã. Chị gái nè, đi nè. Quẹo
qua cua đồ đấy ha, nói chỗ nào nguy hiểm là mấy chị là sẽ ra đứng phía trước để quan sát cho người lái, báo hiệu người lái ta biết đường đi. Rồi xong đã qua đây có chiếc xà lan chở là khẩm đi qua nè, trên xà lan có chị gái trên xà lan này, con chó các bạn. Rồi xem có con chó hay dở hư chó là dưới cưng không nè, em gái ha, rất là xinh đẹp luôn, trên xà lan à, đang đứng trước mũi làm hoa tiêu à. Đây góc nhìn khác của mình, anh quay trên đây cho mọi người xem. Anh này anh bơm nước vào cái này nè. Anh này cũng đang bơm để đo với cái gầm cầu đó qua nè. Bơm ống bà lớn đó rồi chừng nào mới xuống nổi. Vậy đó hả? Bơm bằng gì? Bơm bằng motor điện hả? Anh này anh đang bơm nước vô nè để cho anh đi qua được cầu nè, mà anh bơm cái ống chút xíu xíu à, nãy giờ lâu lắm rồi đó, anh xài cái motor đặt dưới nước các bạn, hơi chậm chút. Ok, ở xa công chức đang tới nữa. Chị gái đang ở trên đây chỉ làm cái gì ô cô lớn tuổi ạ, không rõ các bạn ơi, mình đứng ngoài nắng nhìn không rõ ha. Đây cũng đang chạy tới đây, chiếc này cũng đang bơm mới đi qua đây. Chiếc này thì mình nhìn chắc khoảng có 400 tấn, 350-400 tấn đó các bạn, 2,6 m nước rồi. Các bạn xem đây 26 nước à. Rồi, chiếc này qua xong rồi mình kết thúc video này nha. Đây đang giặt đồ. Rồi ok, chiếc qua rồi. Rồi Long cũng kết thúc video đây nha. Mọi người nhấn một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh Long và tay của mình nha. Cũng để nhận thật nhiều video mới trong kênh mình nhé. Sắp tới thì mình cũng làm xen kẽ video giữa quay xà lan cái nào cũng như là quay với em gái của mình nha. Mọi người ủng hộ cho Long nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.